chương 7, ở những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Hãy mở rộng lòng anh em cho chúng tôi chẳng có làm hại ai, lừa dối ai, thủ lợi ai. Tôi chẳng nói điều đó để buộc tội anh em, vì tôi đã nói rằng lòng chúng tôi thuộc về anh em, dầu sống hay chết cũng vậy. Tôi nói với anh em cách bạo dạn, tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em, tôi được đầy sự yên ủi. Tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn. Vả, khi chúng tôi đến trong xứ Macedon, xác thịt chẳng được yên nghỉ chút nào, chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách. Ngoài thì có sự chiến trận, trong thì có sự lo sợ. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yên ủi kẻ ngã lòng, đã yên ủi tôi bởi tít đến nơi, không những bởi người đến mà thôi, nhưng lại bởi sự yên ủi người đã nhận lãnh nơi anh em nữa. Người có nói cho chúng tôi biết anh em rất ao ước, khóc lóc, và có lòng sốt sắng đối với tôi, điều đó làm cho tôi càng vui mừng thêm. Dầu nhân bức thư tôi đã làm cho anh em buồn rầu, thì tôi chẳng lấy làm phàn nàn, mà nếu trước đã phàn nàn, vì tôi thấy bức thư ấy ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc. Nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật, anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Vậy, hãy xem, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào. Lại có sự chữa chối, buồn giận, răn sợ, sốt sắng, nôn nã, trách phạt là dường nào. Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó. Lại còn, nếu tôi đã viết thơ cho anh em, ấy không phải vì cớ làm sự trái nghịch, cũng không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch, nhưng hầu cho lòng anh em yêu chuộng chúng tôi được tỏ ra giữa anh em ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy là điều đã yên ủi chúng tôi, nhưng sự yên ủi đó chúng tôi lại được sự vui mừng càng lớn hơn nữa. Khi thấy sự vui mừng của Tít, vì anh em thấy điều đã để cho tâm thần người được yên lặng. Nếu tôi đã khoe mình với Tít về anh em trong sự gì, thì tôi cũng chẳng hổ thẹn. Nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em, nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với Tít cũng thấy là thật. Khi người nhớ đến sự vâng lời của anh em hết thảy, và anh em tiếp người cách sợ sệt, run rẩy dường nào, thì tình yêu thương của người đối với anh em càng bội lên. Tôi vui mừng vì có thể tin cậy anh em trong mọi sự.